Đi có biết không, mấy bữa trước bố có hỏi một người bạn của bố là bạn có hay nói với lại ba mẹ bạn là I love you hay không? Con nghĩ là họ trả lời sao? Có chứ. Có hả? Rất là ngạc nhiên á, là người bạn này rất là thương bố mẹ mình nhưng nói ra lời nói nó nói không được. Sau đó bố mới hỏi rất nhiều người bạn khác và họ dành rất là nhiều thời gian đi chơi với gia đình nha. Họ hay đi về thăm ba mẹ họ nha. Nhưng họ không nói được cái từ con yêu bố, con yêu mẹ. Và bố cảm giác như vậy nè. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nói lời yêu thương đó cho con, cho cha, cho mẹ rất là dễ. Lớn lên một chút thì có con có cái thì chúng ta nói lời yêu thương đó cho con cái của mình nó rất là dễ. Nhưng nói cho cha, cho mẹ khi mình lớn lên, nó có cái gì đó nó hơi khó nói cho nhiều người á. Thì bố không biết đó là lý do là vì như thế nào. Nhưng nếu mà chúng ta không nói được cái lời yêu thương là con yêu bố, con yêu mẹ, I love you cho cái bố của mẹ của mình á, mình sẽ không làm gương được cho con cái của mình đó. Và sau đó thì bạn này, con cái của mình nó là một cái chuỗi xoay quần, nó sẽ xoay vòng lại, sau này nó lớn lên nó cũng sẽ không nói lại được cái lời I love you với lại ba mẹ của mình, của nó chính là mình, đúng không? Cho nên là nếu như Tí muốn con của Tí nói I love you với Tí sau này khi nó lớn lên á, Tí phải thường xuyên nói I love you với lại bố mẹ. Đó là một cái bài học mà bố thấy và bố khảo sát rất là nhiều người. Tôi không biết các bạn có nói I love you với ba mẹ các bạn hay không, nhưng thử kiểm nghiệm thử cái lời nói như vậy các bạn nói ra có bị ngượng ngùng khi chúng ta lớn lên hay không nha.